Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng chương trình của chúng tôi trong video hôm nay. Tuệ tập giác ngộ xin được kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn một ngày mới nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, trong dân gian có một loại quả rất quen thuộc với chúng ta, nhưng ít ai biết rằng loại quả ấy lại mang rất nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, đó chính là cà tím, thưa quý vị. Nghiên cứu cho thấy trong một quả cà tím có chứa 13 loại hợp chất phenolic có khả năng chống lại ung thư và hỗ trợ điều trị ung thư. Quả là đáng ngạc nhiên phải không nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những lợi ích bất ngờ từ loại quả này trong video hôm nay nhé! Thi thoảng đi chợ nhớ mua quả này, chống ung thư cực tốt, chữa cả đống bệnh mà nhiều người không biết. Tại Việt Nam có một loại quả phòng chống ung thư rất mạnh, chữa được nhiều bệnh nặng trong người. Tuy nhiên nhiều người không biết mua sử dụng, bỏ phí mất loại quả quý trời ban này. Từ nay khi đi chợ hãy nhớ mua thường xuyên và sử dụng cho đúng cách để người ngày càng khỏe của bác nhé! Kính chào quý cô bác và các anh chị đang theo dõi video của kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Kính thưa quý cô bác và các anh chị thân mến, người dân Nhật Bản vốn nổi tiếng khó tính trong việc lựa chọn thực phẩm khi ăn uống. Tuy nhiên cà tím vẫn lọt vào mắt xanh của họ nhờ vào hương vị thơm ngon cùng các đặc tính chống ung thư quý giá. Trong khẩu phần ăn của người Nhật Bản có một loại rau củ thường xuyên xuất hiện, đó chính là cà tím. Ở Nhật, cà tím thường được tận dụng để làm món cà tím rán, cà tím nướng hay nấu cùng súp miso. Nghiên cứu cho thấy trong một quả cà tím có chứa 13 loại hợp chất phenolic có khả năng chống lại ung thư và hỗ trợ điều trị ung thư. Hơn thế nữa, cà tím còn có những tác dụng rất mạnh đến với sức khỏe. Ngay sau đây, mời quý cô bác và các anh chị hãy cùng tìm hiểu để chúng ta biết thêm về loại quả này giúp cho cơ thể mình ngày càng khỏe mạnh hơn cô bác nhé! Những lợi ích bất ngờ khi chăm chỉ ăn quả cà tím. 1. Cà tím ngăn ngừa ung thư. Các nghiên cứu tại Nhật Bản cho thấy nước ép cà tím có thể làm giảm nguy cơ ung thư vì cà tím có chứa lượng lớn trypsin, là một thành phần có khả năng giúp trung hòa, làm vô hiệu hóa các tế bào ung thư. Đồng thời, chất polyphenol có trong cà tím được chứng minh là có khả năng ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Đặc biệt, sự kết hợp của polyphenol cùng các chất chống oxy hóa khác có trong cà tím như anthocyanin và acid chlorhalonic sẽ giúp bảo vệ tế bào cơ thể khỏi bị tổn hại bởi các gốc tự do, đồng thời ngăn chặn việc hình thành và phát triển của các tế bào ung thư. Bên cạnh đó, các chất này cũng giúp kích thích mạnh mẽ các enzyme giải độc tế bào và góp phần đẩy lùi các tế bào ung thư. 2. Ăn cà tím nhiều sẽ khiến tim khỏe mạnh hơn. Anthocyanin có trong cà tím là một chất có khả năng làm tăng cường chức năng của tim mạch. Nó cũng giúp làm giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể và hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh, đồng thời giúp kích thích sự hấp thu cholesterol HDL tốt. Sự cân bằng của cholesterol trong cơ thể luôn dao động dựa trên các thực phẩm chúng ta ăn, nhưng chúng ta càng có nhiều HDL cholesterol thì càng tốt cho sức khỏe tim mạch. 3. Cà tím làm tăng cường chức năng não. Hàm lượng dinh dưỡng thực vật cao trong cà tím có khả năng giúp ngăn chặn các tác hại của các tế bào gốc tự do cho não. Vitamin nhóm B trong cà tím giúp làm giảm sự lo lắng về thể chất và tinh thần cho quý cô bác và các anh chị. Như vậy, sự kết hợp cà tím trong chế độ ăn uống sẽ giúp cơ thể của cô bác và anh chị duy trì sức khỏe và trạng thái tinh thần ổn định. 4. Cà tím giúp điều trị bệnh tiểu đường type 2. Cà tím là một nguồn cung cấp rất nhiều chất xơ và ít carbon hòa tan. Loại quả này có thể điều chỉnh lượng đường huyết trong máu cũng như điều chỉnh quá trình hấp thụ glucose của cơ thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất phenolic có trong cà tím đóng vai trò là chất ức chế enzyme liên quan đến bệnh tiểu đường type 2. Theo một nghiên cứu khác cũng được thực hiện tại Viện Dinh dưỡng Đức, chất xơ và tác dụng chuyển hóa của cà tím có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Chất xơ làm chậm quá trình hấp thụ đường và kiểm soát lượng đường huyết trong máu rất hiệu quả. 5. Hoạt động như một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên. Vì rất giàu chất xơ, cà tím có thể cải thiện các chức năng của hệ tiêu hóa bằng cách hoạt động như một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên. Nó cũng cung cấp chất xơ, cùng với lượng nước dồi dào và chất chống oxy hóa mạnh. Nhờ đó có thể ngăn ngừa nguy cơ viêm nhiễm trong hệ tiêu hóa, từ đó giúp đường ruột khỏe mạnh hơn. 6. Giúp giảm cân. Saponin có trong cà tím có tác dụng giúp ngăn ngừa sự tích tụ của chất béo trong cơ thể. Do đó, nó hỗ trợ quá trình giảm cân rất hiệu quả.
Mặc dù có hàm lượng chất dinh dưỡng cực kỳ cao, nhưng cà tím lại có hàm lượng carbon hydrate và calo thấp. Vì thế, nó vô cùng phù hợp với chế độ ăn kiêng giảm cân. Thế nên, những cô bác và chị em nào đang có ý định điều chỉnh lại vóc dáng thì có thể thêm cà tím vào thực đơn hàng ngày của mình nhé. 7. Giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu. Là một nguồn chất sắt dồi dào, cà tím có tác dụng làm tăng sự sản xuất của các tế bào hồng cầu trong cơ thể, do đó giúp chống lại bệnh thiếu máu hoặc thiếu sắt, thường gặp ở phụ nữ đang mang thai. Đồng thời, cà tím cũng cung cấp lượng đồng lớn cho cơ thể, mà đồng lại là một trong những thành phần thiết yếu để sản xuất nên các tế bào hồng cầu. Mặc dù cà tím là một loại thực phẩm tuyệt vời cho sức khỏe, tuy nhiên để tốt nhất cho sức khỏe thì các bác nên lưu ý một số điều sau đây. Thứ nhất, cà tím là một loại thực phẩm tốt, chứa nhiều chất dinh dưỡng, nhưng quý cô bác và các anh chị không nên lạm dụng nó. Bởi vì ngoài các chất dinh dưỡng thì trong cà tím còn có chứa solanin, là một chất có thể gây ngộ độc nếu ăn nhiều. Cách tốt nhất để phòng ngừa ngộ độc solanin đó là quý cô bác và các anh chị cần kiểm soát lượng ăn vào. Nếu mỗi người ăn khoảng 250g cà tím mỗi bữa thì sẽ không gây ra bất kỳ sự khó chịu nào. Thứ hai, cà tím sẽ phát huy tác dụng tốt nhất khi nấu canh. Ngược lại, chế biến bằng cách nướng cà tím trực tiếp trên lửa thì 50% lượng vitamin có trong cà tím sẽ bị biến chất và không còn có tác dụng tốt cho sức khỏe nữa. Chiên cà tím cũng không được khuyến khích vì cà tím có xu hướng hút rất nhiều dầu, ăn nhiều món này sẽ gây tăng cân rất nhanh. Thứ ba, theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội, thì cà tím có tính hàn, vì vậy những người yếu mệt hay thể trạng kém cũng không nên ăn nhiều và thường xuyên. Người mắc bệnh thận nên hạn chế, những người hen suyễn, bệnh dạ dày, lá nách cũng không nên ăn cà tím. Ngoài ra, nhóm người mắc bệnh dạ dày cũng nên tránh ăn nhiều cà tím vì dễ gây ra tiêu chảy nặng. Ngoài ra, trong đông y thì cà tím và cua đều là những thực phẩm tính mát. Kết hợp giữa hai món ăn này với nhau có thể gây lạnh bụng, gây hại cho dạ dày và sẽ dẫn đến tiêu chảy. Thế nên quý cô bác và các anh chị tuyệt đối không nên kết hợp hai thực phẩm này với nhau. Vâng, thưa quý vị. Thuốc phòng bệnh đôi khi là ở ngay quanh chúng ta phải không nào? Quả cà tím dân dã của Việt Nam ít ai ngờ lại mang nhiều công dụng kỳ diệu đến như vậy. Thông tin tiếp theo sau đây chắc chắn cũng sẽ khiến rất nhiều người phải bất ngờ. Bạn có thích ăn nấm không? Nếu có thì xin chúc mừng nhé, bởi chỉ cần 18g nấm bất kỳ mỗi ngày thôi cũng có thể giúp bạn giảm tới 45% nguy cơ ung thư đấy. Cùng tìm hiểu về công dụng của nấm đối với sức khỏe của con người trong phần tiếp theo. Mỗi ngày ăn một chút nấm thôi, giảm 45% nguy cơ ung thư, bạn có biết? Các nghiên cứu mới đây của Viện Ung thư bang Pennsylvania và Đại học Y khoa bang Pennsylvania, Mỹ đã cho thấy chỉ cần một khẩu phần nấm khiêm tốn khoảng 18g mỗi ngày cũng đủ để đẩy lùi rủi ro mắc nhiều loại ung thư. Theo tờ Daily Mail, nhóm nghiên cứu đến từ Viện Ung thư bang Pennsylvania và Đại học Y khoa bang Pennsylvania, Mỹ đã lật lại hồ sơ 17 nghiên cứu về ung thư được công bố từ năm 1966 đến nay, phân tích dữ liệu từ 19.500 bệnh nhân ung thư và tìm ra mối liên hệ kỳ lạ giữa nấm với cơ hội thoát khỏi bệnh ung thư. Từ đó, nhóm nghiên cứu phát hiện ra trong nấm có chứa hàng loạt chất chống oxy hóa rất mạnh, đặc biệt là eugenol. Đây được coi là thần dược cho sức khỏe, có thể ngăn ngừa ung thư cực kỳ hiệu quả. Con người không thể tự tổng hợp được eugenol, nên chúng ta buộc phải ăn những thứ chứa nhiều chất này, trong đó nấm là nguồn cung dồi dào nhất. Theo nhà nghiên cứu Mỹ Debrin Emba của Đại học Y khoa bang Pennsylvania, eugenol là một chất bảo vệ tế bào cực kỳ mạnh mẽ, có thể giúp chống lại sự mất cân bằng giữa các gốc tự do và chất chống oxy hóa trong cơ thể. Theo bài công bố trên Advances in Nutrition, các loại nấm hương, nấm sò, nấm macaque và nấm ngọc cầu là chứa hàm lượng eugenol cao nhất. Tuy nhiên, theo CNC Daily, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng khi kết hợp bất kỳ loại nấm nào vào bữa ăn cũng có khả năng giúp đẩy lùi ung thư. Với 18g nấm bất kỳ mỗi ngày, chúng ta sẽ tự làm giảm được trung bình 45% nguy cơ ung thư so với người không ăn nấm. Một số nghiên cứu trước đây từng cho rằng việc ăn nấm có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và ung thư cổ tử cung. Các tác giả vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để xem xét rõ hơn cơ chế tác động của nấm lên bệnh ung thư.
Nhưng trong khi chờ đợi, quý cô bác có thể kết hợp thêm nấm vào khẩu phần ăn hàng ngày, bởi vì ngoài việc có nhiều chất dinh dưỡng thì nấm cũng là một trong những thực phẩm có cách chế biến đa dạng và rất thơm ngon. Những thực phẩm dưới đây nếu ăn cùng nhau sẽ hạn chế ung thư. Kính thưa quý cô bác và các anh chị thân mến, trên thực tế có những cặp thực phẩm khi kết hợp với nhau sẽ tạo ra những tác dụng cực tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, phần tiếp theo của video ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến quý cô bác và các anh chị một số cặp thực phẩm điển hình khi kết hợp với nhau sẽ giúp cải thiện sức khỏe và hạn chế bệnh tật. Cà chua và gan động vật. Gan là nguồn cung cấp lý tưởng cho những ai thiếu sắt, nhưng sắt không thể hấp thụ tốt trong cơ thể nếu như thiếu vitamin C. Mà cà chua lại là loại trái cực giàu vitamin C. Thế nên, việc ăn kết hợp sắt trong động vật và vitamin C trong cà chua sẽ giúp cơ thể hấp thụ sắt tối đa, nhờ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh thiếu máu. Thịt và cây hương thảo. Thịt là nguồn cung cấp protein quan trọng cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu nướng hay chiên có thể dẫn đến sự hình thành các hợp chất gây ung thư. Cây hương thảo lại có chứa các chất chống oxy hóa sẽ ngăn chặn sự hình thành các chất gây hại này. Nên khi kết hợp hai thứ này với nhau sẽ đem lại tác dụng tốt cho cơ thể. Cà chua và dầu ô liu. Cà chua có chứa lycopene là một chất tăng cường sức khỏe tim mạch rất tốt. Hơn nữa, chất này còn giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch và làm giảm khả năng hình thành các khối u ác tính. Chất lycopene có trong cà chua này sẽ được hấp thụ tốt hơn khi kết hợp với dầu ô liu. Quả bơ và rau chân vịt. Rau chân vịt có chứa nhiều vitamin A cùng lutein, có tác dụng thúc đẩy sự hấp thụ chất béo thực vật hữu ích có trong quả bơ, từ đó giúp cơ thể cải thiện đáng kể sức khỏe của hệ tiêu hóa. Thịt lợn và cải tí hon. Trong thịt lợn có chứa selen, là một chất ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư. Khi được ăn kết hợp với chất sulforaphane có trong bắp cải tí hon thì sẽ nâng cao hiệu quả chống ung thư của selen tăng lên gấp 13 lần. Vậy là video ngày hôm nay đã cung cấp cho quý cô bác và các anh chị khá nhiều thông tin hữu ích về việc phòng chống ung thư và nâng cao tuổi thọ. Hy vọng rằng qua video này, quý cô bác có thể cải thiện chế độ dinh dưỡng của bản thân và gia đình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác và các anh chị ở những video lần sau.